Nói ít làm nhiều, Sơn Tùng MTP âm thầm bỏ tiền túi 1,5 tỷ đồng xây dựng điểm trường liên cấp mầm non và tiểu học mới cho thôn làng Nủ. Đại diện công ty của Sơn Tùng là MTP Entertainment cho biết, điểm trường tại thôn làng Nủ sẽ là công trình thuộc dự án cộng đồng Dreams in the Sky, với mong muốn được san sẻ một phần khó khăn với đồng bào miền Bắc nói chung và người dân làng Nủ nói riêng. Thông qua quỹ tấm lòng Việt, Sơn Tùng và công ty của anh sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí xây dựng một ngôi trường tiểu học mới, nơi các em nhỏ sẽ được đến trường trong một môi trường an toàn và đầy đủ công năng. Ngôi trường liên cấp mẫu giáo và tiểu học được tài trợ nằm trong quy hoạch xây dựng thôn làng Nủ mới, cách vị trí cũ khoảng 2 km với diện tích hơn 220 m², bao gồm các phòng học cho 2 cấp, bếp ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng giáo viên cùng các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết. Chia sẻ về dự án, ca sĩ Sơn Tùng MTP bày tỏ, những ngày qua, khi nghe những tin tức liên quan đến hậu quả của bão Yagi, Tùng thực sự rất xót xa và đau lòng đến không thể nói nên lời trước những mất mát quá to lớn mà mọi người đã và đang phải gánh chịu. Tùng xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã phải mất đi người thân và xin được san sẻ một phần nào nỗi đau với những người đang phải oằn mình trước những khó khăn, tổn thất do cơn bão gây ra. Tùng biết, không có điều gì có thể bù đắp được những mất mát mà mọi người đang phải trải qua, nhưng Tùng tin rằng với sự chung tay của cả cộng đồng, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống mới cho mọi người. Mặc dù điều kiện thi công đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, đường giao thông nhỏ hẹp, xuống cấp và thời tiết khắc nghiệt do mưa bão vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng chính quyền và đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành việc xây dựng thôn làng Nủ.